Núp lùng trăm năm khi ra ngoài đã vô địch chương 711. Tịch diệt hư vô 2. Bắc Châu Tây vực, Phượng Không đang ngồi xếp bằng trong Ngọc Tinh Cung, cố gắng tu luyện. Hắn đã lấy được truyền thừa tiên tộc, tu luyện bí thuật tiên tộc, khí chất cả người trở nên xuất trần, tiên khí bồng bềnh. Đương nhiên, mặc dù hắn chỉ tu luyện một ít truyền thừa của tiên tộc, nhưng bởi vì bên trong Ngọc Tinh Cung đã không còn khí tức của tiên tộc, cho nên hắn chưa bị chuyển hóa thành tiên tộc. Đúng lúc này, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn ra bên ngoài Ngọc Tinh Cung. Giờ phút này, ở bên ngoài Ngọc Tinh Cung xuất hiện một người, tò mò quan sát Ngọc Tinh Cung. Chính là Đồ Vương Đạo. Phượng không nhíu mày, không biết Đồ Vương Đạo tìm mình làm gì. Vì giết mình sao? Có lẽ không đến mức này. Trừ phi, hắn muốn bị Lạc Tân Bạch đuổi giết suốt đời. Hơn nữa, một mạch Nhân Vương, cũng không chỉ có một người Lạc Tân Bạch phượng không chính là thứ này cứu ngươi một mạng đồ vương đạo ngươi đến đây để trào phúng ta sao phượng không trầm giọng nói trào phúng không phải vậy chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi đồ vương đạo đi vòng quanh ngọc tinh cung một vòng gật đầu nói bảo vật này của ngươi bất phàm nếu như ngươi ở bên trong ta cũng không thể giết ngươi sau đó đồ vương đạo lại mở miệng nói kỳ thật làng này ta tới tìm ngươi chỉ là có chút hiếu kỳ muốn hỏi một câu vì sao lúc trước ngươi muốn giết ta sắc mặt phượng không trở nên phức tạp tại sao lúc trước hắn phải giết đồ vương đạo hắn cũng không muốn chỉ muốn trừ đi mối họa cho nhân tộc hơn nữa đồ vương đạo lại khiêu chiến chính mình cho nên phượng không cảm giác hắn muốn giết mình dù sao những người từng so chiêu với đồ vương đạo đều nằm dưới ba tấc đất số lượng cường giả nhân tộc chết ở trong tay hắn cũng không ít lúc trước hắn còn không rõ nguyên do trái lại hiện giờ đã biết một ít những người kia đều là kẻ thù của hắn. bất quá đồ vương đạo chỉ muốn trả thù. lúc trước vượng không còn chưa rõ nguyên nhân bên trong, nghĩ nhầm đồ vương đạo làm sát cường giả nhân tộc, làm suy yếu thực lực tổng thể của nhân tộc. sau đó lại khiêu chiến vị nhân vương như hắn, tất nhiên trong lòng mang sát tâm. hắn thân là nhân vương, tất nhiên phải ra tay giúp nhân tộc, dùng toàn lực ứng phó, diệt trừ mối họa đồ vương đạo này. nếu như đồ vương đạo tới giết mình. Hắn cũng không có lý do gì phải nương tay. Lúc trước Đồ Vương đạo khiêu chiến Phượng Không, chỉ bởi vì Phượng Không chính là nhân vương, toàn bộ nhân tộc, ngoài hắn ra thì không có người nào mạnh hơn. Hắn khiêu chiến vì muốn rèn luyện sát đạo, cũng không phải đến giết Phượng Không. Kết quả thì sao? Phượng Không xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, giống như cho dù có trả một cái giá cực lớn, cũng phải giết mình cho bằng được. Kỳ thật thực lực hai bên cũng không tính là chênh lệch quá lớn. Dưới loại tình huống này, đồ vương đạo chỉ có thể dùng toàn lực ứng phó. Kết quả là Phượng không bị đánh chết. Sau khi đánh chết Phượng không, đồ vương đạo giận điên lên, hắn không cam lòng, dựa vào cái gì mà cực đạo lại bị nhầm vào. Vì thế, hắn càng giết càng hăng, sát đạo càng ngày càng lớn mạnh, cái loại khoái cảm gia tăng thực lực rất nhanh này, khiến cho hắn bị lạc lối. Tu cực đạo nhầm đường Lúc Phượng không chưa phải nhân vương, Đồ vương đạo cũng chưa trở thành võ giả cực đạo Thì hai người từng là chiến hữu Kề vai chiến đấu với ma tộc, yêu tộc Ánh mắt Phượng không lộ vẻ phức tạp Bèn nói Lúc trước ngươi giết không ít cường giả đỉnh phong của nhân tộc Ta lầm tưởng ngươi muốn giết ta Gieo họa nhân tộc Tất nhiên ta phải thay nhân tộc diệt trừ mối họa này Đồ vương đạo ta đã làm gì sai Chỉ vì tu luyện cực đạo Thiên phú yêu nghiệt Liền bị người nhầm vào Những người kia ỷ mạnh hiếp yếu mấy lần ra tay truy sát ta nếu không phải mạng ta đủ cứng thì đã sớm chết từ đời nào đồ vương đạo tức giận nói thực lực của ta đủ mạnh rồi không thể báo thù hay sao nếu đổi lại là ngươi thì có báo thù hay không ta không biết nguyên nhân bên trong phượng không thở dài một hơi nói ra ngươi là nhân vương thế mà không biết nguyên nhân đồ vương đạo tức giận nói thật sự là không biết ta cũng không xứng với chức vị nhân vương phượng không thở dài một tiếng đúng là hắn không biết gì sau khi trở thành nhân vương hắn cũng không quản nhiều chuyện phần lớn thời gian đều nghiên cứu ngọc tinh cung đồ vương đạo nổi giận mắng biết bao đời nhân vương không ngờ đến tay ngươi là phế nhất phượng không im lặng hắn cũng không phủ nhận đồ vương đạo cảm thấy hết hứng thú bèn nói được rồi ta cũng chẳng muốn mắng chửi tên phế vật như ngươi nếu như ngươi muốn báo thù lúc nào cũng có thể tới tìm ta, nếu như có thể giết ta, xem như ngươi bổn sự, ta cũng không oán. Phượng không thở dài một tiếng, đành nói, hiểu lầm mà thôi, không cần nhắc lại. Đồ vương đạo đột nhiên chửi ầm lên, ngươi thật đúng là một phế vật, ngay cả thù cũng không dám báo, một điểm cốt khí đều không có, quả thực bôi nhỏ danh tiếng nhân vương. Phượng không tức giận đến mức sắc mặt tái nhật, tên chó chết đồ vương đạo này, không tìm hắn báo thù, hắn còn khích bác người khác đi chờ thực lực của ta mạnh lên sẽ hung hăng nhấn đầu người trên đất đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ đồ vương đạo hùng hùng hổ hổ rời đi phượng không suy tính một hồi cũng thu lại ngọc tinh cung rời khỏi bắc châu tây vực thời gian thấm thoát thoi đưa hầu như là mỗi ngày cửu vực đều phát sinh biến hóa thực lực của rất nhiều thiên kiêu cũng lột xác từng ngày thiên đạo tăng cấp rất nhanh khí vận thiên đạo cũng không ngừng tăng trưởng Pháp tắc thiên đạo thẩm thấu vào Hoang Cổ Sơ Địa ngày một nhiều, tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều. Luân hồi đại đạo đang trong quá trình phát triển, trật tự của luân hồi cũng bắt đầu thiết lập được sơ bộ. Sở Huyền vừa chờ đợi kỳ hạn 70 năm, vừa thúc đẩy thiên đạo mở rộng cũng tăng cấp. Theo pháp tắc thiên đạo thẩm thấu vào Hoang Cổ Sơ Địa ngày càng nhiều, phạm vi thẩm thấu cũng mở rộng, Sở Huyền cũng nhìn thấy nhiều thứ hơn. Hoang Cổ Sơ Địa, không hổ danh là khu vực hạch tâm trong thế giới cửu vực đúng là có không ít bảo vật cơ duyên hơn nữa lúc này trong hoang cổ sơ địa đã có xuất hiện bảo địa có không ít võ giả đạo cảnh đang dò xét bên trong bảo địa để tìm kiếm cơ duyên thành viên bên trong đại đạo hội đều chia sẻ thu hoạch của mình thậm chí còn chuẩn bị thành lập tổ đội cùng nhau thăm dò bảo địa đám người hồng nguyên sơ thì đang dò xét trong thiên chi vực xem có phát hiện bố trí của cường giả nào không mục tiêu của bọn hắn chỉ có một đó là duy trì cục diện hiện tại của cửu vực, ngăn cản đám cường giả ngoại giới tiến vào. Từ lúc thiên đạo tăng cấp, không ngừng thẩm thấu vào hoang cổ sơ địa, cùng với thẩm thấu vào đại đạo, sở huyền đã phát hiện đại đạo xuất hiện một ít biến hóa. Tự hồ, đạo kiếp đại đạo sắp buông xuống. Thiên đạo lại gia tốc quá trình đạo kiếp hàng lâm. Tự hồ đại kiếp đạo nguyên cũng sắp kết thúc. Quái vật bất tường xuất hiện ở khắp nở, hơn phân nửa yêu vực đều bị quái vật bất tường chiếm lấy, mà những quái vật bất tường này bắt đầu mở rộng ra phía ngoài. Ngoại trừ nhân tộc cùng yêu tộc thì mấy tiểu tộc còn lại đều thành lập liên minh, chủ yếu đều nhằm vào nhân tộc. Toàn bộ cử vực rất hỗn loạn, chiến đấu diễn ra khắp nơi. Nhất là xung đột giữa nhân tộc và mấy tộc khác, cơ hồ là mỗi ngày đều chém chém giết giết. Theo số lượng quái vật bất tường tăng nhiều, đã lan tràn sang mấy vực khác thì xung đột giữa các tộc mới bắt đầu hòa hoãn lại, bọn hắn đều tập trung ứng phó lũ quái vật bất tường đại kiếp đạo nguyên diễn ra chưa đến trăm năm, đã sắp tiến đến hồi kết. Chỉ sợ đại kiếp này chính là lần có thời gian ngắn nhất, tốc độ diễn ra cũng nhanh nhất. Cũng khiến cho một vài tồn tại có kinh nghiệm chú ý, biết được lần này rất bất thường. Ít nhiều gì thì trong lòng bọn hắn cũng có chút ngưng trọng. Đại kiếp đạo nguyên chấm dứt nhanh như vậy, chưa chắc là chuyện tốt. Sở huyền liếc nhìn đám quái vật bất tường này, đều là sinh linh bị ách khí đại đạo ảnh hưởng, cho nên mới biến dị giết chết quái vật bất tường, có thể đạt được khí vận. Thiên đạo Người có khí vận thiên đạo gia trì, thì tốc độ tu luyện cực nhanh. Khiến cho thiên kiêu các tộc đều ra sức chém giết quái vật bất tường, tăng cường khí vận bản thân, thậm chí là khí vận của bộ tộc bọn họ. Ngày quái vật bất tường bị diệt, chính là lúc đại kiếp đạo nguyên kết thúc. Sở huyền vẫn luôn chú ý hỗn độn ở bên ngoài thế giới cửu vực, chấn động vẫn chưa chịu dừng lại có nghĩa là đại chiến giữa khai đạo giả tự tại cũng chưa có chấm dứt lần đại chiến này lại kéo dài như vậy có thể thấy được thực lực của hai bên không chênh lệch mấy hiện tại chấn động truyền tới từ hỗn độn đã dần yếu bớt có lẽ đại chiến sắp xong tự hồ sẽ không xuất hiện tình huống khai đạo giả tự tại bỏ mạng sở huyền cảm thấy có chút đáng tiếc nếu như một vị khai đạo giả tự tại chết đi thì hắn sẽ trúng mánh náo động ở cổ giới hỗn độn chấm dứt đại chiến cũng chấm dứt cũng có nghĩa là lực chú ý của đám cường giả kia sẽ dời đến cửu vực toàn lực triển khai bố cục cửu vực sau khi bước vào cửu cực lực lượng sở huyền đã mạnh hơn thủ đoạn cũng tăng thêm nhất định bố cục của đám người kia sẽ thất bại chưa được sự đồng ý của mình đừng mơ thò tay vào cửu vực vài ngày sau bên trong hỗn độn đã yên lặng có nghĩa là đại chiến đã kết thúc mà kỳ hạn 70 năm cũng đã sắp đến. Ánh mắt sở huyền nhìn về phía Dương Thiên, sau khi đại chiến kết thúc, ý niệm của Dương cũng không có hàng lâm. Thực lực của vị thập tổ nhân tộc này vẫn rất mạnh. Chẳng lẽ, trận đại chiến kia, hắn cũng bị dính vào. Sở huyền quyết định, sẽ tìm một cơ hội, tiếp xúc cùng đối phương. Tìm hiểu một chút tình huống của đám cường giả nhân tộc, nhất là thế cục trong hỗn độn. Nguyên một đám cường giả bố cục cửu vực, muốn tiến vào cửu vực, tiêu trừ lực bài xích của đại đạo, lúc này sở huyền đã cảm thấy áp lực không nhỏ. Trừ phi là hắn khai đạo mấy trăm vạn dặm, có lẽ mới không còn sợ hãi. Để mắt tới cửu vực, còn có sinh linh hỗn độn, mà mỗi một vị sinh linh hỗn độn đều cực kỳ cường đại. Khai đạo giả cửu cực không thể nào sánh bằng. Thậm chí khai đạo giả tự tại bình thường, cũng không phải đối thủ của sinh linh hỗn độn. Ánh mắt sở huyền lại nhìn về phía cơ thần tâm, cho tới bây giờ, một ít bố trí của tiên tộc, ma tộc đều đã lộ ra. Duy chỉ có thần tộc là chưa xuất hiện. Chẳng lẽ, cơ thần tâm chính là bố trí của thần tộc? Chỉ là, thái độ cơ thần tâm không quá giống với bố trí của thần tộc. Ngược lại đã giúp nhân tộc lập nhiều chiến công hiển hách, bộ dạng một lòng vì nhân tộc dù có thịt nát xương tan. Trong đám thiên kiêu nhân tộc, chỉ có cơ thần tâm là tích cực ra sức giúp nhân tộc nhất, mưu đồ khí vận cho dù là Dương Thiên cũng không tích cực bằng hắn. Cơ thần tâm vẫn giữ danh hiệu thiên kiêu đệ nhất nhân tộc. Sở Huyền có thể nhận ra, cơ thần tâm thật sự một lòng vì nhân tộc, tự hồ thật sự xem bản thân là nhân tộc. Cơ thần tâm chuyển thế làm nhân tộc, là vì đại đạo thiên vị nhân tộc, vì đột phá bình cảnh kiếp trước, bước vào khai đạo cảnh. Nếu là một lòng truy cầu thực lực, thì trái lại hắn sẽ không đặt nặng vấn đề chủng tộc. Nhân tộc có thể giúp cho hắn đột phá như vậy hắn liền trở thành nhân tộc mà không phải là thần tộc. Sở Huyền không hiểu ý đồ của Cơ Thần Tâm, cũng không lo lắng hắn sẽ làm ra chuyện gì nguy hại, dựa vào thực lực Cơ Thần Tâm thì không thể làm ra cơm cháo gì. Cho dù hắn có khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm việc ở dưới thiên đạo, không thể nào vượt ra ngoài thiên đạo, huống chi thực lực của hắn ở kiếp này rất nhỏ yếu. Kỳ hạn 70 năm đã đến. Ký chủ không bước ra khỏi nhà trạch 70 năm, sáng tạo ra kỷ lục, thúc đẩy kế hoạch thiên đạo, kế hoạch luân hồi, quấy nhiễu thế cục hỗn độn, ban thưởng thiên địa nguyên khí. Từ Thiên địa nguyên khí là vật gì? Đáng nhẽ phần thưởng 70 năm, phải vượt xa 60 năm mới đúng. Hẳn là thiên địa nguyên khí còn cao cấp, trân quý hơn hỗn độn tử quan. Sở huyền liền xem qua giới thiệu. Thiên địa nguyên khí, đây là khí tức từ lúc đất trời mở ra, có tác dụng tăng cường đại đạo, mở rộng thế giới chí bảo sở huyền mừng rỡ không thôi trước tiên hắn định dùng thiên địa nguyên khí cho thiên đạo thuận tiện mở rộng thế giới cửu vực mở rộng thế giới tự nhiên thiên đạo có thể lấy được lợi ích đều thuộc về thiên đạo kể từ đó đẳng cấp thiên đạo sẽ tăng lên khả năng chiếm đoạt đại đạo cửu vực cũng lớn hơn hơn nữa đã có thiên địa nguyên khí tăng cường thiên đạo mở rộng thiên địa có thể trợ giúp Thiên đạo rất nhanh chiếm đoạt hoang cổ sơ địa, cùng với toàn bộ cửu vực thiên địa. Xứng đáng là phần thưởng kỳ hạn 70 năm. Sở Huyền nhận lấy. Một tia khí hỗn độn xuất hiện trên tay, dường như bên trong ẩn chứa pháp tắc đặc thù. Thiên địa nguyên khí. Ánh mắt Sở Huyền quan sát cẩn thận, dường như bên trong nguyên khí đang diễn hóa sinh ra thế giới. Bên trong ẩn chứa tầng tầng dị tượng. Trong lúc nhất thời, Sở Huyền cảm thấy mê muội vô số cảm ngộ huyền diệu đang không ngừng truyền vào đầu hắn đại đạo do hắn mở ra cũng phát sinh biến hóa giống như nó đang diễn hóa ra thế giới đúng lúc này đại đạo bắt đầu trải dài không ngừng mở rộng từng đạo pháp tắc tắc mới được sinh ra bắt đầu hoàn thiện dần thậm chí sinh ra một ít cộng hưởng cùng đại đạo cửu vực trời đất sinh ra dị tượng xuất hiện liên tục trên đại đạo khiến cho đại đạo ngày càng vững chắc thậm chí xuất hiện một ít lột xác bên trong đại đạo của hắn giống như bao quát vô số thiên địa. Dường như có vô số thế giới được sinh ra cùng diễn hóa bên trong đại đạo. Không biết đã trải qua bao lâu, sở huyền mới giật mình tỉnh lại, cảm nhận được sự biến hóa kinh người của đại đạo. Chẳng biết từ lúc nào, đại đạo đã mở rộng đến 99.999 dặm, chính thức đạt đến cực hạn của cửu cực. Nếu như đột phá cửa ải này, sẽ chính thức bước vào giai đoạn mới của khai đạo. Đại đạo cũng sẽ xuất hiện biến hóa sở huyền lại nhìn về phía thiên địa nguyên khí đây mới thực là chí bảo hắn đạt được rất nhiều cảm ngộ từ nó chủ yếu là cảm ngộ về mở ra thế giới hắn hiểu được phương pháp khai thiên tích địa làm thế nào mở ra một thế giới có pháp tắc hoàn chỉnh tuy là tích địa thư cùng khai thiên bút có năng lực khai thiên tích địa nhưng trước đó sở huyền cũng chỉ có thể mở ra một thế giới sơ sài chứ không phải là một thế giới có pháp tắc hoàn thiện có tiềm lực vô tận nhưng trải qua lần này sau khi thu được cảm ngộ từ thiên địa nguyên khí sở huyền đã hiểu rõ phương pháp mở ra một thế giới trọn vẹn mở ra một phương thế giới đầy đủ pháp tắc tiềm lực vô hạn có thể liên tục mở rộng và tăng cấp đương nhiên cho dù hiện giờ sở huyền là khai đạo giả cửu cực mở ra một thế giới cũng chỉ là vùng trời nhỏ không thể nào so sánh với thế giới cửu vực một phương thế giới nếu muốn trưởng thành cần thời gian rất dài cũng không phải là một sớm một chiều cho dù có dựa vào tích địa thư cùng khai thiên bút, mở ra một thế giới rất rộng lớn thì vẫn chỉ là một thế giới thô sơ, cần rất nhiều thời gian để phát triển. Tạm thời Sở Huyền không có ý tưởng mở ra thế giới, tự mình bỏ công sức mở ra, nào có điểm gì tốt. Thế giới cửu vực đã rất tốt rồi. Thế giới đầu tiên do hỗn độn diễn sinh, cũng không có đơn giản như mặt ngoài. Sở Huyền nhét thiên địa nguyên khí vào trong thiên đạo phù. Ngay lập tức, thiên đạo phù đã phát sinh biến hóa đang trong quá trình lột xác. Dường như nó muốn biến thành một thế giới nhỏ. Cùng lúc đó, thiên đạo không ngừng tăng cường, không ngừng nâng cao, pháp tắc thiên đạo giống như xúc tu, nhanh chóng thẩm thấu vào hoang cổ sơ địa. Lại dùng luân hồi đại đạo làm cầu nối, không ngừng thẩm thấu vào bên trong đại đạo cửu vực, dần dà thậm chí đồng hóa một tia pháp tắc đại đạo. Từ lúc hắn nhét thiên địa nguyên khí vào trong thiên đạo phù, đột nhiên cửu vực lại xuất hiện dị tượng. Ánh sáng chiếu rọi khắp cửu vực, dường như buông xuống khí vận đặc thù, khí vận thiên đạo liên tục gia tăng, khiến cho vô số thiên kiêu cảm giác được thực lực của mình, tự hồ được tăng thêm. Bình cảnh cũng được nới lỏng. Tự hồ cảm ngộ đối với đại đạo càng thêm rõ ràng hơn. Ánh sáng kéo dài suốt ba ngày, cho đến lúc biến mất, thế giới cửu vực khẽ chấn động một chút, tự hồ xảy ra biến hóa gì đó. Vô số cường giả đạo cảnh, kể cả cường giả bên trong hoang cổ sơ địa, tất cả đều kinh ngạc nhìn lên bầu trời, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ánh sáng chiếu rọi khắp cửu vực thấy thế nào cũng không giống đại kiếp hàn lâm ngay cả đám khai đạo giả như hồng nguyên sơ cũng bị kinh động bọn hắn cũng mơ hồ nhận ra cửu vực xuất hiện biến hóa chỉ là không thể cảm giác được cụ thể rốt cuộc là loại biến hóa nào hoang cổ sơ địa trong một mảnh không gian thần bí trên một gốc đại thụ loan lỗ đủ loại màu sắc từ trên cành cây đột nhiên lộ ra một khuôn mặt thần sắc trên mặt lộ ra vẻ nghi hoạch nhìn về phía bầu trời cửu vực nó cảm giác được cửu vực đang phát sinh biến hóa tự hồ toàn bộ thế giới đang mở rộng thêm làm sao lại có thể thế giới cửu vực rất vững chắc từ lúc sinh ra cho đến nay cũng không biết đã mở rộng bao nhiêu thế giới lúc đầu cũng chỉ bao gồm hoang cổ sơ địa sau này mới mở rộng ra chính vực còn lại thế giới hiện tại đã rất rộng lớn rồi theo quá trình khôi phục không gian sẽ trở nên cực kỳ kiên cố, cho dù khai đạo giả có giao chiến, cũng sẽ không tạo thành tổn hại quá lớn đối với thế giới cửu vực. Sau biến cố kỷ nguyên đại đạo trước đó, thế giới cửu vực đã đình chỉ khuếch trương, cho nên sẽ không tiếp tục mở rộng thêm. Tự hồ như đã mất đi sức mạnh siêu nhiên nào đó. Nhưng hiện tại, thế giới cửu vực lại bắt đầu mở rộng, không ngừng khuếch trương ra phía hỗn độn. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Ngoại trừ gốc đại thụ mặt người này ra, thì vẫn một vài tồn tại thần bí bên trong không gian thần bí bọn hắn đều tràn đầy nghi hoặc trong lòng mơ hồ có chút bất an trong một một mảnh không gian hỗn mông tràn ngập hỗn độn chi khí nơi này có một cổ thi hài khổng lồ đang nằm ở đây đầu lâu cực lớn mà dữ tận đột nhiên từ trong hốc mắt lóe lên chút ánh sáng xanh giống như một đoàn hỏa diễm nhúc nhích ở bên trong hộp sọ dần dần hóa thành một tờ da mặt đặc thù giống như người mà không phải là người bộ dạng giống thú dần dà hiện ra đủ ngũ quan hơn nữa không ngừng vặn vẹo tự hồ gương mặt này không thể ổn định bất quá vẫn đó có thể nhận ra biểu cảm trên gương mặt này lộ ra thần sắc đờ đẫn dường như nó có thể nhìn xuyên qua không gian trông thấy bầu trời cửu vực xuyên qua đại đạo cửu vực tại sao thế giới lại khuếch trương hỗn độn lại diễn hóa ra thế giới lần nữa tại sao ta có cảm giác cửu vực có chút lạ lẫm biểu cảm trên gương mặt rất nghi hoặc nó cảm giác tự hồ cửu vực hiện tại không đúng lắm nhưng lại không biết cụ thể ra sao thật lâu sau hỏa diễm trong hốc mắt liền tiêu tán thời cơ vẫn chưa tới thiên chi vực trước kia thiên chi vực từng có địa giới thậm chí là đại dương đây là tầng thượng của thế giới cũng là chỗ tiếp xúc gần với đại đạo nhất đã từng là thượng giới từ sau khi phát sinh biến cố lần lượt có cường giả rời đi thiên chi vực đã sớm trở nên vắng vẻ nơi trước đây từng là địa giới đều đã biến mất không thấy gì nữa đại dương thượng giới cũng không biết tung tích toàn bộ thiên chi vực chỉ là một mảnh không gian mông lung được mây mù bao phủ thiên chi vực trước kia là một mảnh không gian rộng lớn chỉ tính riêng địa giới còn rộng lớn hơn so với cửu vực là thượng giới chân chính là nơi ở của cường giả chỉ có những cường giả đến từ thế lực lớn siêu cấp cường tộc mới có tư cách nắm giữ một vị trí trên thượng giới hiện tại thiên chi vực chỉ còn lại một phần không gian nhỏ nhoi cũng không phải ở trạng thái mông lông một phần không gian này vừa vặn nằm ở trên hoang cổ sơ địa cũng là chỗ đạo tràng hiện giờ của khai đạo giả cửu vực bên trong thiên chi vực tồn tại vài ngọn núi lớn hoặc từng mảnh lục địa tựa như hòn đảo trôi lơ lửng trong không gian đạo tràng của khai đạo giả chính là nằm ở trên mấy ngọn núi này hoặc trên lục địa khai đạo giả thiên chi vực đều lần lượt rời khỏi đạo tràng ngạc nhiên nhìn lên thiên chi vực cảm ngộ đại đạo tự hồ thế giới đã xảy ra một ít biến hóa cụ thể là biến hóa gì bọn hắn cũng không có nói rõ chỉ là cảm thấy mơ hồ dường như thế giới đang mở rộng trên một lục địa nhỏ có một ngọn núi đứng sừng sững phía trên mọc lên vô số đình đài lầu cát san sát như rừng đây là chỗ đạo tràng của hồng nguyên sơ trong nháy mắt, hắn bước ra khỏi đạo tràng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Không bao lâu, bên cạnh hắn lại xuất hiện thêm hai bóng người, chính là Nhược Tiên cùng Côn Hà. Kế tiếp mấy vị khai đạo giả nhân tộc khác cũng xuất hiện lần lượt. Bên kia, chỗ đạo tràng ma đồ cũng xuất hiện mấy vị khai đạo giả ma tộc. Đạo tràng của đằng giao cũng như thế. Tiếp đến, tất cả khai đạo giả trong thiên chi vực đều tụ tập trên một ngọn núi lớn chỗ ngọn núi này không thuộc về bất kỳ bên nào chính là nơi tụ họp của khai đạo giả ngọn núi này rất đặc thù bên trong ẩn chứa một cổ đạo vận đặc thù giống như bản thể của nó là một kiện chí bảo dường như thế giới cửu vực xuất hiện một ít biến hóa rốt cuộc là nguyên nhân gì chúng ta cũng không rõ hồng đạo hữu ngươi có biết nguyên nhân là dấu hiệu đại kiếp sắp đến ư không giống như đại kiếp tự hồ thế giới đang mở rộng một đám khai đạo giả bàn tán xôn xao, không có kết quả. Cuối cùng, một số người đi thăm dò khu vực hỗn mông trong thiên chi vực. bọn hắn muốn tìm ra đáp án. Một phần tiến vào đại đạo, kiểm tra xem đại đạo có gì thay đổi. Tất cả đều ước định, một khi phát hiện ra điều gì sẽ truyền tin cho nhau. Hiện giờ, khai đạo giả cử vực đều ý liên thủ bảo vệ cử vực khỏi bị xâm chiếm bởi ngoại giới. Một khi để cường giả ngoại giới tiến vào. Địa vị của bọn hắn sẽ rơi xuống ngàn trường. Đây là chuyện không thể tiếp nhận. Huống hồ, cửu vực chính là bảo địa đối với khai đạo giả. Bọn hắn có thể liên tục thu được cảm ngộ. Nhìn thì như khai đạo rất chậm, nhưng nếu so sánh với khai đạo giả trong hỗn độn, thì đã nhanh hơn gấp mấy lần. Người không đủ thiên tư, nếu mất đi bảo địa như cửu vực, thì rất khó gia tăng thực lực. Thiên chi vực, một khu vực hỗn mông. Bên trong một không gian nhỏ độc lập, do con người tạo ra. Có một cổ thi hài khô quắc đang ngồi xếp bằng. Bỗng nhiên, hai mắt của thi hài mở ra. Lộ ra vẻ nghi hoặc. Thế giới mở rộng ra. Tạo hóa chi khí đã hao hết, tại sao vẫn có thể mở rộng? Thế giới lại sinh ra tạo hóa chi khí sao? Bản thể của ta vẫn chưa trở lại, hẳn là thời cơ chưa tới. Thi hài nhắm mắt lại. Khu vực hỗn mông này, dường như không có bất cứ thứ gì, cái không gian nhỏ kia, người ngoài không thể nào phát hiện ra. Một số tồn tại đặc thù ẩn nút trong thiên chi vực, giờ khắc này đều tỉnh lại, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ, thế giới lại sinh ra tạo hóa chi khí? Có đại cơ duyên đang đến. Chỉ là tại sao lại có cảm giác khác thường? Ở trong một tiểu không gian của khu vực hỗn mông khác, nơi này thường xuyên có lực lượng quỷ dị dao động, mà chỗ hạch tâm lại xuất hiện một cái đầu lâu khổng lồ. Bên trên đầu lâu mọc ra một đôi sừng dài màu vàng, gương mặt dữ tợn, tai to, mũi bự, môi dày, bên ngoài bờ môi còn lộ ra hai chiếc răng nanh ngắn ngủn. Hai mắt đang đóng chặt, đột nhiên mở ra một kẻ hở. Một tia ý niệm dao động, tràn đầy nghi hoặc. Từ lúc hỗn độn được sinh ra, khai thiên lập địa, đến nay đã trải qua vô số năm, tạo hóa chi khí đã sớm không còn, tại sao thế giới lại mở rộng ra? Là đại kiếp hỗn độn sắp đến? hỗn độn lại sinh ra tạo hóa chi khí tạo ra thế giới cơ hội khôi phục của ta đã đến đầu lâu khổng lồ chậm rãi biến mất trong không gian tự hồ đang đợi cơ hội khôi phục mà ở một chỗ khác trong thiên chi vực đột nhiên xuất hiện chấn động sau đó có một bộ tàng thi chỉ còn nửa thân dưới rời khỏi khu vực hỗn mông bộ thi thể này vừa rời khỏi khu vực hỗn độn liền bị một đám khai đạo giả phát hiện sắc mặt của đám người đều đại biến trong nháy mắt toàn bộ khai đạo giả trong thiên chi vực đều xuất hiện gần bộ thi thể tàn phá kia thần sắc của mọi người rất ngưng trọng đó là một bộ thi thể chỉ có nửa thân dưới phần đứng gãy khá trơn nhẵn dường như là bị một vật gì rất sắc bén chặt đứt bộ thi thể này lớn đến dị thường hai cái bắp đùi lớn như hai trụ đá hơn nửa phía trên được phủ một lớp lân giáp không biết đến tục cùng là cường giả của tộc nào mặc dù chỉ còn một nửa cơ thể nhưng lại tản mát ra khí thế rất cường đại. Có một tia ý niệm bám lấy trên thi thể này. Có vẻ đần độn, tự hồ không có bao nhiêu ý thức, nhưng vẫn còn sót lại tư duy nhất định. Hẳn là do thế giới phát sinh biến hóa, nên khiến cho đối phương thức tỉnh. Bộ thi thể này vừa xuất hiện, đã khiến cho đám khai đạo giả ý thức được, chỉ sợ khu vực hỗn mông bên trong thiên chi vực, ẩn nút một vài tồn tại thần bí. Cũng không phải là bọn hắn chưa dò xét qua chỉ là không phát hiện ra bất cứ thứ gì, cho nên đã sớm buông bỏ. Nói không chừng còn sót lại chí bảo. Trong đầu bốc lên lửa nóng, đều muốn tìm kiếm khu vực hỗn mông thêm lần nữa. Ý niệm trên bộ thi thể tàn phá, đã nhận ra sự tồn tại của đám khai đạo giả, phát ra một tiếng gầm, truyền tới một cổ ý niệm tràn ngập oán hận và phẫn quốc. Chết, đều phải chết hết, các ngươi chết cho ta. Ta là vô địch, ta sẽ không thua, cực, ngươi không giết được ta giết sạch các ngươi ta muốn khôi phục ta muốn báo thù hai bắp đùi to lớn di chuyển ầm ầm đánh về phía đám người khai đạo giả khí thế cực kỳ mạnh mẽ trên bộ thi thể tàn phá xuất hiện một của lực lượng cường đại đại đạo chi lực cũng hiện ra chỉ là nhìn bộ dáng đại đạo chi lực không quá ổn định tựa hồ sắp sụp đổ nhưng mà lại rất mạnh một lúc sau đại đạo chi lực ngưng tụ ra nửa thân trên của bộ thi thể tàn phá xuất hiện một vị nam tử thân cao trăm mét thần võ bất phàm trên người bọc áo giáp nhưng lại không thấy rõ khuôn mặt đại đạo chi lực ngưng tụ thành nửa người trên lộ ra bộ dạng có chút yếu ớt hai tay nắm một cây đại kích do đại đạo chi lực ngưng tụ sắc mặt đám khai đạo giả ở đây đều biến đổi quá mạnh bất kể là khí thế hay thực lực của bộ thi thể này đều cực kỳ cường đại khẳng định lúc còn sống thực lực của người này rất mạnh vượt quá sức tưởng tượng dù bị người trảm nửa thân thể, lại trải qua vô số năm tháng, lực lượng trăm không còn một, tự hồ đại đạo cũng sụp đổ hơn phân nửa, với lại có vẻ rất suy yếu. Dưới loại tình huống này, bất luận là người nào ở tại đây, cũng không phải đối thủ của nó. Nhìn thấy thân của hình nam tử này, tất cả mọi người đều nhíu mày. Đây là cường giả của tộc nào? Chưa từng nghe nói qua. Tất cả chủng tộc sau khi hóa hình đều là dạng người, bộ dáng nhân tộc, Đúng là khai đạo giả ở đây không thể nào phân biệt nam tử này thuộc chủng tộc nào. Có lẽ bộ tộc của nam tử này đã sớm biến mất khỏi cửu vực. Bất luận là chủng tộc nào, chỉ có hóa hình mới có thể cảm ngộ đại đạo tốt hơn, khai đạo cũng dễ dàng hơn, đây cũng là nguyên nhân mà cường giả các tộc đều hóa hình. Cũng là nguyên nhân ghen ghét nhân tộc. Nhân tộc được xem là chủng tộc được đại đạo thiên vị, nhìn thì như nhỏ yếu, kỳ thực có tiềm lực rất mạnh, cũng không phải là không có nguyên do liên thủ hủy diệt hắn hồng nguyên sơ mở miệng nói khai đạo giả ở đây đều khẽ gật đầu đã đến lúc này bọn hắn tuyệt đối không cho phép xuất hiện thứ gì có thể uy hiếp sự tồn tại của bọn hắn huống hồ bộ thi thể tàn phá này có lực lượng rất mạnh đại đạo càng lộ ra thần võ bất phàm cũng là một kiện bảo vật có lẽ sẽ thu được một ít cảm ngộ từ đó trợ giúp khai đạo cùng gia tăng thực lực vết trong nháy mắt đại đạo chi lực tuôn trào, đánh về phía thi thể bị tàn phá. Hồng Nguyên sơ khẽ phất tay, phát ra đại đạo chi lực có ánh sáng màu tím, giống như một phần mặt trời chói chang, đánh về phía nam tử thần võ. Trước người côn hà xuất hiện một dòng thác khổng lồ, bên trong vang lên tiếng lôi đình ầm ầm. Trong tay nhược tiên có một dài lụa, hóa thành một đầu roi dài, phản phất như muốn hủy diệt tất cả. Ma đồ thì gầm to một tiếng, trên người bốc lên ma khí cuồn cuộn, trực tiếp đánh tới một quyền nhân tộc sâu kiến mà thôi chết cho ta ý niệm của nam tử thần võ trở nên hỗn loạn đột nhiên cáo giận vung đại kích liên tục đánh về mấy người hồng nguyên sơ giống như bị thân phận nhân tộc kích thích cực ngươi dám giết ta ta muốn giết sạch nhân tộc các ngươi trống nam tử thần võ gào to không ngừng oanh kích ba người hồng nguyên sơ cùng côn hà nhược tiên đã liên thủ nhưng vẫn không ngăn cản nổi không ngừng lui về phía sau hai đạo giả còn lại, sắc mặt đều lộ vẻ khác thường. Tên gia hỏa cực mạnh này, tự hồ rất căm hận nhân tộc, hơn nữa còn bị cường giả nhân tộc giết chết. Nhân tộc, từ lúc nào xuất hiện cường giả khủng bố tới bậc này? Hồng Nguyên Sơ nhìn thấy những người còn lại, đều có bộ dạng đứng xem kịch vui, lập tức nổi giận nói, đến lúc này, còn muốn kiếm tiện nghi. Thực cho rằng hắn có thể giết chúng ta. Giết hắn đi, mọi người chỉ tốn chút sức, nếu lại có gia hỏa nào chui ra, chúng ta còn đối phó thế nào được. Ma Đồ Tung một quyền về phía Nam Tử Thần Võ, mở miệng nói, Hồng lão thất phu nói đúng, giết hắn đi, nếu lúc này còn nội chiến, chẳng phải chấp tay dân cử vực cho người ta. Không muốn làm lão tổ tiếp sao, không muốn tiếp tục cao cao tại thượng. Những người còn lại nghe xong, lúc này mới đồng loạt ra tay. Ầm ầm. Dưới sự liên thủ của đám khai đạo giả, Nam Tử Thần Võ liền sụp đổ, nửa khối thân thể dưới cũng bị đánh nứt mỗi người được chia một phần, lấy về nghiên cứu đại đạo chi lực bên trong. Trống. Cực, ta vẫn chưa chết, ta phải giết sạch nhân tộc. Ý niệm của nam tử thần võ trước khi tiêu tán, vẫn tràn ngập phẫn quốc, oán hận, không cam lòng mà gào thét. Hai đạo giả ở đây đều nhớ kỹ một cái tên. Cực. Vị nam tử thần võ này đã bị chết trên tay người gọi là Cực. Khi còn sống đối phương mạnh cỡ nào? Tất nhiên là mạnh vượt quá sức tưởng tượng đám người hồng nguyên sơ không khỏi trầm tư nam tử thần võ này khi còn sống chẳng lẽ là khai đạo giả cửu cực hay sao có nghi hoặc hỏi sở huynh sở huyền vẫn luôn chú ý tới biến hóa của thiên đạo từ khi thiên địa nguyên khí đưa vào thiên đạo thế giới cửu vực liền bắt đầu mở rộng dường như thiên đạo đang trong quá trình lột xác pháp tắc thiên đạo không ngừng tăng cường đặc biệt là phần thế giới được mở rộng hoàn toàn thuộc về thiên đạo pháp tắc đại đạo lan tràn đến phần được mở rộng này đều bị pháp tắc thiên đạo đồng hóa, biến thành một phần pháp tắc thiên đạo. Đại đạo cũng xuất hiện chút biến hóa, nhưng lại không phát sinh tình huống bài xích thiên đạo. Khí vận thiên đạo không ngừng tăng vọt, tiến hành lột xác. Xem như thiên đạo chính thức thẩm thấu vào trong đại đạo. Đương nhiên, nếu muốn chiếm đoạt đại đạo cửu vực, còn kém quá xa. Bởi vì thiên đạo là do pháp tắc thiên địa cửu vực chuyển hóa thành, lại liên thông cùng đại đạo, cho nên tới bây giờ, cũng không có bị đại đạo bài xích cùng trấn áp. Bất quá, nếu như chạm đến hạch tâm đại đạo, có gặp phải bài xích hay không, hiện tại cũng chưa biết được. Thế giới vừa mở rộng, kỳ thật đã nằm bên trong đại đạo, chỉ là không ngừng mở rộng ra mà thôi, tất nhiên là nó vẫn hoàn toàn thuộc về thiên đạo. Mà ở trên thiên đạo, vẫn được bao quanh bởi đại đạo cửu vực. Chỉ là pháp tắc đại đạo vừa lan tràn đến, bị thiên đạo đồng hóa mà thôi. Đây cũng là chuyện tốt. Thế giới vừa mở rộng, sẽ không trở nên yếu kém, bị cường giả ngoại giới thừa dịp lẻn vào. Dựa vào đẳng cấp hiện giờ của Thiên Đạo, nếu như xuất hiện ở ngoài đại đạo cửu vực thì không thể nào ngăn cản cường giả ngoại giới tiến vào. Cửu vực vẫn trong quá trình mở rộng, tốc độ cũng không nhanh, có thể nói là vô cùng chậm chạp. Nhưng mà, thế giới khổng lồ như thế, nếu ngươi có thể cảm ứng được nó đang mở rộng thì xem như tốc độ mở rộng đã rất nhanh rồi. Pháp tắc thiên đạo không ngừng tăng cường, phạm vi thẩm thấu vào hoang cổ sơ địa cũng ngày càng rộng, càng lúc càng tiến sâu. Thiên đạo phù đang trong quá trình lột xác, phản phất muốn lột xác trở thành một thế giới nhỏ. Thiên đạo được nâng cao thì đám đệ tử của Sở Huyền cũng chiếm được lợi ích không nhỏ, tu vi của bọn hắn không ngừng tăng lên, khí vận trên người cũng càng ngày càng mạnh. Đúng lúc này, Sở Huyền nhíu mày, nhìn xuyên qua pháp tắc thiên đạo, hắn mơ hồ phát giác được bên trong hoang cổ sơ địa che giấu một ít không gian đặc thù. Tự hồ có một vài tồn tại ẩn nấp bên trong. Bởi vì pháp tắc thiên đạo thẩm thấu vào không nhiều lắm, hơn nữa hoang cổ sơ địa còn chưa sát nhập vào thiên đạo, cho nên hắn không thể nhìn rõ. Thế giới cửu vực, quả nhiên nước rất sâu. Hoang cổ sơ địa là khu vực trung tâm của thế giới này, là vùng đất hạch tâm từ lúc đất trời mở ra. Bên trong ẩn chứa rất nhiều bí mật. Cho dù thời điểm vạn tộc đỉnh phong ở cửu vực, cũng không thể hoàn toàn nắm giữ bí mật trong hoang cổ sơ địa cửu vực hiện tại chỉ có thể được xem là phần ngoài của thế giới ngoại trừ hoang cổ sơ địa ra thiên chi vực cũng là khu vực cốt lõi dù sao đây là nơi nằm trên hoang cổ sơ địa tiếp cận gần đại đạo nhất đã từng là đạo tràng của vô số cường giả được mọi người ca tụng là thượng giới tất nhiên bên trong cất giấu không ít bí mật có lẽ tồn tại một ít lão bất tử đang ngủ đông sẽ có khai đạo giả cửu cực. Sở huyền không dám chắc. Bất quá, dựa vào tính huống trước mắt ở cửu vực, khả năng cao là những tồn tại này đang ngủ đông. Lần này thế giới mở rộng thêm, không biết sẽ đánh tỉnh bao nhiêu gia hỏa. Sở huyền đang nghe chuyện trên TV audio CV cũng không quá lo lắng, đám gia hỏa này vẫn ngủ yên cho đến nay, tất nhiên là có nguyên nhân, khả năng rất cao là bị thương, chưa thể hồi phục. Hôm nay thực lực còn được mấy phần chỉ sợ ngay cả cửu cực cũng không có. Sở Huyền đã đột phá cửu cực đỉnh phong, dựa vào tình huống trước mắt của hắn, trong thời gian ngắn sẽ đột phá. Lực lượng đủ trấn áp đám gia hỏa này. Huống hồ, thế giới mở rộng, chưa hẳn là đám gia hỏa này có thể phát hiện ra cái gì, chỉ có thể là hiểu lầm, thế giới lại sinh ra tạo hóa chi khí. Cũng sẽ không hiện thế trong lúc này, tất nhiên là bọn hắn đang chờ đợi thời cơ. Bên trong khai đạo hội Hồng Nguyên Sơ đột nhiên tìm hắn. Sở đạo huynh, không biết cử vực đã xảy ra tình huống gì. Thiên chi vực lại xuất hiện một bộ tàn khi của cường giả. Tiếp đến, một đám đạo vận diễn hóa thành một bức tranh ở trong hội. Ánh mắt sở huyền khẽ chớp động. Bộ dáng người cao lớn thần vũ thế này, cùng với lân giáp phòng ngự bao phủ cơ thể, cũng với một cây đại kích tràn đầy bá khí. Thần tộc Đây là một vị cường giả thần tộc, Sở Huyền giật thót mình, thế giới mở rộng, vậy mà đánh thức một bộ tàn thi thần tộc. Bộ tàn thi này, đúng là đã tàn phế, đã không còn bao nhiêu ý thức bình thường, nếu không sẽ không lựa chọn xuất hiện vào lúc này. Tàn thi này rất mạnh, nếu chúng ta đánh lẽ cũng không phải đối thủ, không biết hắn là cường giả của tộc nào. Ma Đồ cũng mở miệng hỏi thăm. Đây chính là thân thể của thần tộc. Sở Huyền liền mở miệng giải thích. Hồng Nguyên Sơ bắt đầu kể lại quá trình tàn thi xuất hiện và chuyện sau đó bọn hắn liên thủ giết nó, lúc này mới hỏi, sở huynh, cực là người phương nào? Cực. Đây chính là chí cường giả của nhân tộc. Thứ đầu tiên mà sở huyền nghĩ đến, chính là đệ tam tổ nhân tộc, cũng là tổ tông cực đạo. Vị tổ tông cực đạo, đã từng đồ sát vạn tộc, kể cả cường giả tam tộc tiên thần ma, đều chết trên tay hắn không ít. Vị cường giả thần tộc kia, có lẽ là chết trong tay tổ tông cực đạo. Cực khai sáng ra một đạo, cho nên gọi là cực đạo. Cũng là cực hạn chi đạo. Nghe đồng vị này đã vẫn lạc, rất có thể cũng chưa hoàn toàn chết đi. Cực, chính là tổ tông của cực đạo. Sở huyền đành trả lời. Đám người hồng nguyên sơ cực kỳ khiếp sợ, không ngờ lại là tổ tông của cực đạo. Vị tổ tông cực đạo này có thể chém giết một vị cường giả mạnh như thế, vậy thì thực lực của hắn mạnh tới mức nào? sở huyền lại nói thế giới cửu vực tái sinh tạo hóa đang trong quá trình mở rộng tự nhiên cũng có cơ duyên một ít tồn tại đang ngủ say sẽ bị đánh thức trong lòng mấy người hồng nguyên sơ trở nên nghiêm nghị những gia hỏa đang ngủ đông kia sau khi thức tỉnh sẽ có thực lực ra sao nếu như càng khủng bố so với tàn thi thần tộc vậy thì địa vị của bọn hắn chẳng phải tràn đầy nguy cơ sao trong đó dù ẩn chứa cơ duyên thì bọn ngươi cũng nên cẩn thận thăm dò Tốt nhất là đừng hành động một mình. Sở Huyền dặn dò, có vài tồn tại ngũ đông, hiện tại chưa chắc sẽ xuất thế, tốt nhất là đừng có quấy rầy bọn hắn, hiện tại cũng là thời cơ tốt nhất để các ngươi tu luyện, cố gắng khai đạo, nâng cao tu vi. Đa Tạ Sở đạo huynh giải thích nghi hoặc. Đám người Hồng Nguyên Sơ liền rối rít cảm ơn. Thăm dò là nhất định phải thăm dò, thiên chi vực ẩn nút tồn tại thần bí, một ngày không biết rõ ràng thì trong lòng bọn hắn đều không thể an tâm trước kia là tồn tại cấp lão tổ cao cao tại thượng vậy mà hôm nay lại cảm nhận được nguy cơ, lo lắng hải hùng. Chẳng khác gì năm đó còn nhỏ yếu. Trong lòng bọn hắn nảy sinh áp lực không nhỏ. Sau khi sở huyền giải thích nghi hoặc, tiếp theo liền quan sát biến hóa của thế giới, cùng với khí vận thiên đạo đang lột xác. Phệ Linh Hoa là thiên đạo thần thụ, thu được lợi ích rất lớn, thực lực của nó nâng cao rất nhanh. Thiên Linh miêu cùng hám thiên kim bằng cũng đồng dạng như thế đám đệ tử có được thiên đạo phù ấn cũng có thể thu được một ít tạo hóa sở huyền vừa quan sát thế giới khuếch trương đồng thời cũng khai mở đại đạo của bản thân chỉ kém một chút nữa là có thể đột phá công xiền cửu cực mà một điểm này lại rất khó để vượt qua sở huyền không ngừng cảm ngộ không ngừng dựa vào tạo hóa của thiên địa khai ích mà cảm ngộ từ bên trong không ngừng mở ra đại đạo đại đạo rất khó nới rộng thêm tốc độ giống như ốc sên không ngừng khai mở về phía trước chỉ cần đại đạo có thể tiếp tục khai mở thì chuyện đột phá là sớm hay muộn mà thôi đơn giản là tiêu hao thời gian nhiều hay ít sở huyền cố gắng cảm ngộ đắm chìm trong quá trình thế giới mở rộng và mở đường sau khi đột phá công xiền cửu cực quá trình mở đường tiếp theo sẽ dễ dàng hơn tốc độ cũng sẽ nhanh hơn thiên địa nguyên khí không ngừng cọ rửa thiên đạo không ngừng giúp thế giới mở rộng ra khiến cho toàn bộ thế giới cửu vực đều đang khuếch trương. Đây chính là tạo hóa của thiên địa. Thế giới cửu vực lúc trước cũng có cơ duyên tạo hóa như thế, chỉ là theo thời gian trôi qua đều đã biến mất trong dòng chảy lịch sử. Thế giới không thể sinh ra tạo hóa, cho nên không thể mở rộng. Khi thiên địa nguyên khí rót vào, thì năng lực này mới được kích hoạt lại. Sở huyền đắm chìm ở trong đó, cảm ngộ càng ngày cũng nhiều, cũng ngộ ra càng nhiều bí mật trong trời đất thế giới cửu vực tất nhiên đã từng tồn tại một dạng tạo hóa chi lực giống như thiên địa nguyên khí chỉ là sau khi tiêu hao hết hoặc là bị người đánh cắp một đám tạo hóa chi khí nếu là có thể cướp được một tia tạo hóa chi khí trong trời đất thì phần cơ duyên này cũng không nhỏ bằng vào cơ duyên tạo hóa này đột phá cực hạn của cửu cực cơ hồ là trăm phần trăm thành công thậm chí còn có thể ra thế giới thuộc về bản thân lấy thế giới làm đại đạo nếu như có thể thành công Hắn là cường giả đỉnh cấp trong hỗn độn. Sở huyền không khỏi trầm tư, trong lịch sử cửu vực dài đằng đẵng có người nào đạt được tạo hóa chi khí hay không? Hoặc là sinh linh hỗn độn đã từng chiếm cứ cửu vực, trở thành chúa tể. Hoặc là thủy tổ tam tộc tiên thần ma. Sở huyền không khỏi nghĩ tới một người. Vị nhân tộc đầu tiên khai sáng ra phương pháp tu hành dành riêng cho nhân tộc. Hắn có đạt được tạo hóa chi khí hay không? Nghe đồng vị này cũng mất tích, phần lớn mọi người cho là hắn đã chết. Nhưng sở huyền lại rất hoài nghi, rất có thể vị này đã chiếm được cơ duyên nào đó, kế tiếp rời khỏi cửu vực, chạy đến chỗ nào đó trong hỗn độn để khai thiên tích địa. Qua nhiều kỷ nguyên vẫn không thấy tung tích, phản phất như biến mất, không chừng là đang mưu đồ gì đó. Sở huyền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cửu vực, ở bên trong hoang cổ sơ địa, đều ẩn nút một vài tồn tại đặc thù. Thiên chi vực đã từng là thượng giới, há có thể không có bí mật ngay cả tàn thi thần tộc cũng xuất hiện có thể thấy được có một vài tồn tại vẫn ẩn nút để kéo dài hơi tàn rất có thể bọn hắn đang đợi thời cơ để khôi phục sẽ có tồn tại vượt qua cửu cực ư sở huyền suy tính cẩn thận tình huống hiện tại của cửu vực kết hợp với biến cố kỷ nguyên đại đạo trước đó khả năng cao là không tồn tại cường giả bực này cho dù thực lực đã vượt qua khai đạo cửu cực thì thực lực hiện nay cũng không thể đạt đến cửu cực bởi vì bị đại đạo hạn chế chỉ cần không có tồn tại ẩn nút nào vượt qua cửu cực, thì sở huyền không cần phải lo lắng. Đến nay cửu vực, vẫn không lộ ra tung tích của cường giả nào, đã nói rõ tất cả. Về phần một tia ý niệm cực đạo kia, bất quá là một tia ý niệm mà thôi, chỉ là duy trì truyền thừa cực đạo tại cửu vực mà thôi. Bản thân không có thực lực quá mạnh. Miễn cưỡng cũng là cấp độ mới bước vào khai đạo. Đương nhiên, nguyên nhân bởi vì đối phương là ý niệm cực đạo, tương đối đặc biệt nếu không ngay cả cấp độ khai đạo cũng không có sở huyền quan sát cử vực một lần không thấy có chuyện gì đặc biệt vì vậy hắn tiếp tục đặt trọng tâm vào mở rộng thế giới cùng với bên trên khai đạo luân hồi đại đạo đang tiếp tục tăng lên luân hồi cử vực cũng gần như hoàn thiện theo luân hồi trở nên hoàn thiện sở huyền có thể phát giác được một ít biến hóa của thiên đạo cùng với một ít biến hóa của cử vực dường như lực lượng sinh linh tạo hóa dần dần chuyển dời đến bên trên thiên đạo hơn nữa có lấy luân hồi làm tuần hoàn đây là một quá trình khá dài trong thời gian ngắn thì không thể nào hoàn toàn chuyển dời đến trên thiên đạo tự hồ đại đạo cũng xuất hiện một ít biến hóa mơ hồ muốn sinh ra pháp tắc giống luân hồi chỉ là thứ này cùng loại với pháp tắc luân hồi thời điểm vừa sinh ra đã bị luân hồi đại đạo đồng hóa tiếp đó chuyển hóa thành một phần của thiên đạo dùng luân hồi làm cầu nối thẩm thấu vào đại đạo cửu vực quả nhiên là có thể thực hiện. Sở huyền đắm chìm trong khai đạo, khoảng cách đột phá bình cảnh cửu cực, chỉ kém một chút xíu, cho dù dựa vào công phu mài nước, hắn cũng muốn phá vỡ lớp công xiền này. Dù hao phí thời gian rất dài hắn cũng không tiếc. Lúc sở huyền vội vàng khai đạo, thế cục ở cổ giới hỗn độn lại xuất hiện biến hóa. Khai đạo giả tự tại chém giết lẫn nhau, dưới tình huống bị thương không nhẹ, dần dần trở nên lắng xuống. Thực lực hai bên trên lệch không nhiều, nếu chiến đấu tới cùng cũng không đáng giá. Bọn hắn cũng không có ý định quyết đấu đến chết. Bất quá đôi bên đã kết thù hận, là loại không thể nào giảng hòa. Thực lực của ai tăng lên trước, xem như chiếm cứ ưu thế. Thắng bại ở tương lai, thậm chí là sinh tử, đều quyết định bởi tại hai bên xem thực lực của ai có thể tăng lên trước. Người nào có thể đạt được đại cơ duyên tại cửu vực, cảm ngộ thêm pháp tắc đại đạo, tiếp tục khai đạo. Chỉ cần một bên dẫn đầu, thì chính là thời khắc phân ra thắng bại, phân định sinh tử. Cường giả các tộc đến từ cửu vực, đều hy vọng tạm thời xóa bỏ hiềm khích, chủng tộc nguyên thủy trong cổ giới hỗn độn, đã có chí cường giả trở về. Đã mang đến áp lực rất lớn cho các tộc cửu vực. Đó là một vị khai đạo giả tồn tại rất lâu đời. Thực lực cực mạnh, vượt qua tất cả khai đạo giả tự tại của các tộc cửu vực. Có cường giả đi gặp tam tộc tiên thần ma, hỏi thăm chí cường giả của tam tộc, có trở về hay không cũng có người đi gặp long tộc hỏi thăm chí cường giả của bọn hắn có trở về hay không chỉ có những chủng tộc bá chủ chính thức cửu vực mới có chí cường giả có thể đối kháng cùng chí cường giả của chủng tộc nguyên thủy trong cổ giới biến cố cuối kỷ nguyên đại đạo trước đó các tộc bị đại đạo bài xích chỉ có thể trốn chạy khỏi cửu vực đến cổ giới hỗn độn ăn nhờ ở đậu sau đó lại bạo phát chiến đấu không nhỏ cùng chủng tộc trong hỗn độn dù sao thì cổ giới hỗn độn chính là địa bàn của các tộc hỗn độn há lại để cho người bên ngoài tới xâm chiếm cho dù các tộc đến từ cửu vực tỏ ý sẽ chuyển đến hỗn độn sơn mở rộng cổ giới hỗn độn cũng không được phép sau đó chủng tộc hai bên đại chiến một hồi cuối cùng đến lúc các loại chí cường giả của tam tộc ra tay mới có quyền được nơi sống yên ổn trong cổ giới hỗn độn các tộc cửu vực đã sớm kết giao cùng các tộc hỗn độn nhưng mà lần đó cũng là lần đầu hai bên đại chiến cũng bởi vậy khiến cho hai phe đều ý thức được thực lực hai phe ngang ngửa không thể khinh thường hôm nay có một vị trí cường giả của các tộc hỗn độn trở về nếu như phe bên cửu vực không có chí cường giả đứng ra tọa trấn thì cuối cùng khí thế sẽ yếu đi một bậc gương mặt dương lộ vẻ tiếc nuối vậy mà không có phe nào đánh chết người thật là đáng tiếc cái đám chủng tộc hỗn độn kia cũng không phải thứ tốt lành gì trong đầu dương đang suy tính xem có biện pháp nào kích phát hai phe đại chiến thêm lần nữa. Một vị trí cường giả bên chủng tộc hỗn độn trở về, có lẽ tam tộc tiên thần ma cũng sắp có chí cường giả trở về đi. Có nhằm vào nhân tộc hay không? Chuyện dương sầu lo chính là, mấy chủng tộc này đạt thành hiệp nghị, trước khi mưu đồ cửu vực sẽ tấn công nhân tộc. Nếu đúng là vậy, thì phe nhân tộc sẽ gặp nguy hiểm. Hắn không khỏi nhớ tới đệ tam tổ nhân tộc, người tồn tại trong truyền thuyết kia trước khi dương chào đời thì cực đã vẫn là chỉ còn lại truyền thuyết cùng với truyền thừa cực đạo luôn bị thế gian nhầm vào không thể nào tạo ra trí cường giả đó là một vị tuyệt thế hung nhân hung hãn dị thường vân vị trí cường giả nhân tộc đầu tiên giết nhiều đến mức khiến cho cường giả các tộc khác phải khiếp sợ ngay cả tam tộc tiên thần ma đều có nhân vật đứng đầu chết trong tay hắn chỉ là đáng tiếc song quyền khó địch tứ thủ Hắn đã bị cường giả các tộc vây công đến chết Nếu như vị này còn sống Thực lực sẽ mạnh đến mức nào Có lẽ sẽ giết cho đám cường giả các tộc đái ra quần Trong lòng Dương thầm thở dài Đáng tiếc Hắn đã vẫn lạc Ngoại trừ cực ra Vị tiên tổ nhân tộc kia Không biết đã thật sự chết rồi Hoặc là trốn về nơi nào trong hỗn độn Tự nhân tộc Dương thì thào một câu Tự nhân tộc từng giúp đỡ nhân tộc Vị kia biến mất có quan hệ với cự nhân tộc hay không hiện tại thái độ của cự nhân tộc đối với nhân tộc ra sao vẫn là thực lực không đủ mạnh dương ngao ngán thở dài nếu như thực lực nhân tộc đủ mạnh thì sợ quái gì đám chó chết mấy tộc kia bỗng nhiên trong hỗn độn xuất hiện một ít chấn động dị thường dương khẽ giật mình ánh mắt hắn nhìn về phía cửu vực dường như chấn động này chính là truyền đến từ thế giới cửu vực Tự hồ là hỗn độn mở đường, hóa thành thế giới, hỗn độn đang bị căng ra. Hẳn là. Trong lòng Dương rất khiếp sợ, thế giới cửu vực đang mở rộng. Làm sao có thể? Thân hình hắn khẽ động, lập tức xuất hiện ở bên ngoài cửu vực. Nhìn thấy thế giới cửu vực đang chậm rãi mở rộng, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Vậy mà thế giới cửu vực lại mở rộng thêm lần nữa. Thế giới mở rộng, không chỉ ảnh hưởng tới một mình thế giới cửu vực mà là ảnh hưởng đến toàn bộ hỗn độn tất nhiên là xuất hiện biến hóa nào đó mới có thể khiến cho thế giới vốn đã cố định lại một lần nữa mở rộng khuếch trương về phía hỗn độn đến tục cùng là đã xảy ra chuyện gì hẳn là thế giới cửu vực đã sinh ra đại cơ duyên thậm chí là toàn bộ hỗn độn đều xuất hiện biến hóa nào đó chẳng lẽ đạo kiếp đại đạo lần này vượt quá bình thường đã dẫn tới một ít biến hóa khiến cho cửu vực mở rộng bất luận là loại tình huống nào. Thế giới cửu vực mở rộng, tất nhiên đại biểu cho trong cửu vực đã xuất hiện thêm tạo hóa. Dương thầm chấn động, đang muốn dùng một tia ý niệm hàng lâm xuống cửu vực, bỗng nhiên xuất hiện từng đạo khí tức mạnh mẽ, khiến cho hắn tạm thời bỏ đi suy nghĩ này. Chuyện hắn có thể dùng ý niệm hàng lâm cửu vực, không thể để cường giả mấy tộc khác biết được, nếu không sẽ rất nguy hiểm, các tộc khác sẽ tập trung đối phó nhân tộc. Đây cũng là nguyên nhân mỗi lần hắn hàng lâm, đều muốn thu hồi ý niệm vì cái gì ư chính là phòng ngừa những cường giả khác phát hiện khai đạo giả cửu cực của các tộc lần lượt xuất hiện ngay cả cường giả chủng tộc cổ giới hỗn độn cũng nhao nhao đi tới tất cả đều khiếp sợ liếc nhìn cửu vực vậy mà thế giới lại khuếch trương đến tục cùng là đã xảy ra chuyện gì tại sao lại như thế vị trí cường giả chủng tộc hỗn độn cũng tới cũng tới bên ngoài cửu vực quan sát thân thể hắn cực kỳ khổng lồ xung quanh lượng lờ liệt diễm màu sáng dữ tợn mà đáng sợ dưới tình huống bình thường các tộc hỗn độn sẽ không hóa thành nhân hình dù sao bọn hắn cũng không sống ở cửu vực không cần hóa thành nhân hình gia tăng năng lực cảm ngộ đại đạo đám cường giả các tộc cửu vực thần sắc trên mặt đều lộ vẻ kiên kỵ cho dù là mấy vị khai đạo giả tự tại cũng nhao nhao tránh đi vị cường giả tự tại này thực lực quá mạnh cho dù mấy vị khai đạo giả tự tại liên thủ cũng chưa chắc có thể địch nổi trước khi chí cường giả của phe mình lộ diện cũng không dám nhìn thẳng vào đối phương đều đứng xa né tránh sợ khiến đối phương tức giận cho dù là khai đạo giả cửu cực của tam tộc cũng phải né tránh cho dù phe mình cũng có chí cường giả bậc này đối phương chưa chắc sẽ giết bọn hắn nhưng mà sẽ đánh cho bọn hắn trọng thương cho dù chí cường giả phe mình có trở về cũng chỉ đấu đá một hồi chưa hẳn có thể đánh đối phương trọng thương. Huống hồ, trong lòng bọn hắn vẫn mang tâm lý e sợ cường giả. Thế giới lại sinh ra tạo hóa. Vị trí cường giả phe hỗn độn, thân hình khẽ động, vậy mà định đáp xuống thế giới cửu vực. Đám cường giả các tộc cửu vực, sắc mặt đều hơi đổi, quả nhiên các tộc hỗn độn ngấp nghé thế giới cửu vực. Thân hình khổng lồ của vị trí cường giả kia đang từng bước nhích tới gần rìa thế giới cửu vực, tất cả cường giả ở đây đều cẩn thận quan sát. Tuy là thực lực đối phương rất mạnh, nhưng mà muốn tiến vào thế giới cửu vực, há có thể dễ dàng như vậy. ầm ầm Lực bài xích của đại đạo cửu vực tràn ra, ngăn cản đối phương tiến lên. Nhưng mà vị trí cường giả hỗn độn này, lại không muốn dừng lại, khí thế toàn thân bộc phát, một đầu đại đạo lộ ra ngoài, đại đạo chi lực mang theo khí tức hỗn độn mãnh liệt phóng ra. Hắn cũng không phải là sinh linh cửu vực, mà là cường giả của chủng tộc nguyên thủy trong hỗn độn, khai đạo tại hỗn độn, bởi vậy nên đại đạo của hắn khác biệt so với chí cường giả cửu vực. ầm ầm Đối phương bạo phát ra thực lực cực kỳ khủng bố. Sắc mặt dương khẽ biến, vị trí cường giả hỗn độn này, ít nhất đã khai đạo trên 50 vạn dặm. 50 vạn dặm là tiêu chuẩn thấp nhất. Không khai đạo được 50 vạn dặm, làm sao có thể xưng là trí cường giả. Đám cường giả cửu vực đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Âm âm đại đạo chi lực cuộn trào mãnh liệt nhưng đại đạo cửu vực giống như một lớp bảo vệ vô hình lực bài xích giống như một bức tường cực cao không cho người nào vượt qua ngăn cản đối phương tiến vào nhưng mà vị kia chí cường giả kia vẫn không bỏ cuộc bên trong thế giới cửu vực sở huyền đang trong quá trình khai đạo khoảng cách đột phá bình cảnh cửu cực chỉ kém có một chút đúng vào lúc này bên trong khai đạo hội truyền tới tin tức long quân yến nguyệt quân cùng quy nhiên đột nhiên tìm hắn có cường giả bên ngoài đang trùng kích đại đạo cửu vực sở huyền cả kinh ngẩng đầu nhìn lại mơ hồ cảm nhận được hỗn độn phía ngoài đại đạo cửu vực truyền tới từng đợt chấn động chấn động này cũng không quá mạnh có nghĩa là lực trùng kích của đối phương quá nhỏ bé không ảnh hưởng tới toàn bộ đại đạo cửu vực nhưng chuyện này lại khiến cho đám người hồng nguyên sơ cả kinh bất quá bọn hắn không thể phát hiện ra chấn động càng không thể nào tiến về trước dò xét. Sở huyền hơi nhíu mày, bởi vì cường giả bên ngoài phát hiện thế giới cửu vực mở rộng, cho nên mới trùng kích đại đạo cửu vực, muốn tiến vào cửu vực. Long quân đạo hữu, nếu không ngại thì đi kiểm tra một chút. Sở huyền mở miệng nói. Ta sẽ đi ngay. Bộ dạng Long quân rất hứng thú. Đối phương trùng kích đại đạo, kỳ thật tương đương với chuyện tấn công nhà của sinh linh đại đạo như bọn hắn. Bất quá, đối với long quân mà nói hắn chỉ cảm thấy hứng thú với đám người bên ngoài ta cũng đi ý nguyệt quân cũng hưng phấn nói ra quy nhiên tương đối lười nhác hắn không đi đám cường giả trong hỗn độn có biết tới sự tồn tại của ba người long quân không sau khi kỷ nguyên đại đạo trước phát sinh biến cố thì đại đạo cửu vực mới tạo ra sinh linh đại đạo cường giả bên ngoài không tiến vào cửu vực chưa chắc biết được chuyện này Long Quân từng gặp phải khai đạo giả khác trên Đại Đạo, hẳn là khai đạo giả cửu vực trước đó, có lẽ người này đã rời khỏi cửu vực. Sau khi rời khỏi, nếu muốn quay về thì là chuyện rất khó. Chí cường giả hỗn độn tiếp tục trùng kích vào Đại Đạo, khí thế càng ngày càng mạnh, trên người hắn lượng lờ một đầu Đại Đạo khủng bố. Đại Đạo chi lực mang theo khí tức hỗn độn, giống như một dòng sông cuộn trào, lại giống như thác nước đổ xuống, không ngừng đánh vào Đại Đạo cửu vực thân thể khổng lồ kia cũng từng bước di chuyển về trước tốc độ rất chậm chạp nhưng mà đúng là đang tiến lên sau lưng hắn sắc mặt một đám cường giả đều cả kinh chẳng lẽ đối phương thật sự có thể mạnh mẽ đột phá lực bài xích tiến vào bên trong cửu vực là do lực bài xích của đại đạo giảm bớt sao nhưng mà nhìn thì giống như hắn đang tiến vào kỳ thực khoảng cách tới biên giới cửu vực vẫn rất xa chỉ xem như miễn cưỡng tiếp xúc với khu vực phát ra lực bài xích mà thôi Hư ảnh đại đạo khổng lồ kia, phát ra đại đạo chi lực rất mãnh liệt, nhưng bất luận có trùng kích đại đạo cửu vực mạnh cỡ nào, chỉ giống như một dòng suối nhỏ đổ vào biển rộng mà thôi. Ngay cả một chút bọt nước đều không thể nổi lên. Cửu vực đại đạo lại khủng bố như thế. Ta không tin. Công trấn không thể chấp nhận sự thật, dựa vào thực lực hiện giờ của mình, thậm chí ngay cả tới gần thế giới cửu vực cũng không thể. Nhưng hắn là chí cường giả của công tộc đã khai đạo 85 vạn dặm. Từng dùng chí bảo làm căn cơ, từ trong hỗn độn mở ra đại đạo thuộc về mình, trải qua biết bao nhiêu năm mới giúp đại đạo mở ra tới 85 vạn dặm. Tính trong toàn bộ hỗn độn, cũng là một trong mấy vị cường giả đứng đầu. Thậm chí ngay cả ngoài rìa thế giới cửu vực cũng không thể tiến vào. Có đúng là đại đạo cửu vực lại khủng bố như thế. Trống. Côn trấn rít lên một tiếng, thân thể của hắn vốn đã khổng lồ, lại biến to thêm lần nữa không ngừng nâng cao không ngừng biến to đại đạo quấn quanh khắp người hắn trong nháy mắt vậy mà hắn đã hóa thân thành quái vật khổng lồ đến vạn dặm rất nhiều cường giả ở xa đều biến sắc ầm ầm Côn trấn trùng kích thêm lần nữa thân thể cao lớn không ngừng chen chúc về trước muốn vượt qua lực bài xích nguyên một đám cường giả đều há hốc mồm lại có thể chống cự lực bài xích từ đại đạo nếu như để hắn tiến vào cửu vực, vậy thì chúng ta phải làm thế nào? Phải gọi chí cường giả trở về. Nếu không, sẽ đánh mất tiên cơ, tuyệt đối sẽ thiệt thòi lớn. Sắc mặt dương cũng đại biến. Nguyên một đám cường giả trố mắt nhìn trân trối, côn trấn từng bước gạt bỏ lực bài xích, không ngừng hạ xuống. Nhưng mà, chỉ có chính bản thân côn trấn là hiểu rõ, khoảng cách của hắn chạm đến biên giới cửu vực vẫn còn rất xa. Chỗ này, bất quá chỉ là một ít bức xạ của đại đạo cửu vực mà thôi lực bài xích ở đây cũng không mạnh sở huyền vẫn luôn chú ý đến tình huống bên ngoài đại đạo cảm ứng được chấn động có chút mãnh liệt lực trùng kích của đối phương đã tăng thêm tựa hồ càng nhích lại gần hơn là một vị cường giả trùng kích hay là một đám cường giả trùng kích lực bài xích của đại đạo có thể đủ sức ngăn cản đối phương ra ngoài toàn bộ đại đạo cửu vực không có bất kỳ chấn động gì chứng tỏ sức lực của đối phương chỉ giống như gãi ngứa sở huyền thở dài một hơi chỉ cần không vào được thì dù có trùng kích thế nào cũng không uy hiếp được hắn công trấn không ngừng trùng kích vào bột phát ra lực lượng càng ngày càng mạnh mà chỗ biên giới đại đạo long quân ngó đầu ra ngoài liếc nhìn chỉ thấy thân ảnh khổng lồ kia đang không ngừng xung kích trên mặt lộ ra vẻ tò mò đồng thời hắn cũng có cảm giác tự hồ mình có thể rời khỏi biên giới đại đạo trong chốc lát để đối phó gã quái vật khổng lồ kia đương nhiên không thể rời khỏi đại đạo một cách chính thức vẫn chỉ có thể ở trong phạm vi đại đạo chỉ một lát sau ý nguyệt quân cũng tới có nên ngăn cản hắn hay không ý nguyệt quân mở miệng nói ở bên trong đại đạo sinh linh đại đạo chính là tồn tại vô địch có thể điều khiển toàn bộ đại đạo chi lực thuộc về bọn hắn ví dụ như long quân khi ở bên trong đại đạo hắn có thể vận dụng lực lượng thời gian đại đạo đây chính là một phần lực lượng pháp tắc đại đạo thuộc về đại đạo cửu vực. Vượt xa đám khai đạo giả. Trừ phi đối phương có thực lực trấn áp toàn bộ thời gian đại đạo, nếu không thì không thể đối phó Long quân trong phạm vi đại đạo. Ý Nguyệt quân cũng tương tự. Tại sao phải ngăn cản? Long quân dùng móng vuốt cầm lấy một quả trái cây, ném vào trong miệng nhai nhóp nhép. Ngươi không cảm thấy tên to xác này rất thú vị sao? Chúng ta cứ ở đây xem kịch vui. Ý Nguyệt Quân suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, cái tên to xác này, không ngừng trùng kích đại đạo, kết quả ngay cả biên giới cũng không thể tiến vào. Cương mặt lộ ra vẻ dữ tợn, bộ dạng không ngừng gào thét, xác thực nhìn rất vui. Này, chúng ta trực tiếp truyền hình ảnh về cho mọi người cùng xem. Long Quân vui vẻ khoái chí, dùng đạo vận ngưng tụ ra bộ dáng côn trấn đang trùng kích đại đạo, truyền về bên trong đại đạo hội. Mọi người mau đến xem trực tiếp kịch hay này đám người hồng nguyên sơ liền choáng váng đó là ai quá kinh khủng bọn hắn nhìn thấy đối phương không ngừng trùng kích vào đại đạo cho dù khoảng cách rất xa nhưng vẫn có thể dựa vào hình ảnh mà cảm ứng được sức mạnh của đối phương tự hồ chỉ cần dùng một ngón tay là có thể trực tiếp nghiền chết bọn hắn sở huyền cũng lấy làm kinh hãi người trùng kích đại đạo cửu vực tự hồ là cường giả của bộ tộc hỗn độn thực lực rất mạnh vượt xa khai đạo giả cửu cực. Có lẽ đã khai đạo hơn 10 vạn dặm. Thật sự là khủng bố. Nguyên một đám người trong khai đạo hội sợ đến mức choáng váng. Sở huyền đưa tay điểm một cái, nguyên sơ đạo hoàng phóng thích ra năng lực mới, gia tăng thêm khả năng mô phỏng lại hình ảnh, có thể truyền hình ảnh trực tiếp càng thêm rõ ràng. Long quân liền trực tiếp sử dụng công năng này. Kể từ đó, thành viên bên trong hội càng cảm nhận rõ ràng sự khủng bố của công trấn còn có đám đạo cảnh trong đại đạo hội tất cả đều xem đến trận mắt há mồm tâm trí bị đã kích nặng nề đương nhiên cũng đã xảy ra một ít biến hóa bọn hắn đã có thêm nhận thức đối với cường giả ai còn thứ gì để ăn mau truyền tống qua cho ta xem kịch mà không ăn gì không đủ nghiền long quân phát ra tin tức bên trong hội còn có ta ý nguyệt quân nói theo ta tới liền đây Quy nhiên không còn bộ dáng lười nhát nữa Hắn quyết định trực tiếp tới xem Sở huyền im lặng Khẽ phất nhẹ tay Từ trong tiểu thế giới truyền tống ra Một túi thức ăn cùng loại với hạt dưa Hắn cũng vì hai người long quân Mà chuẩn bị một ít thức ăn Truyền tống vào trong đại đạo hội và khai đạo hội Sở huyền phát ra tin tức Trong hai hội này Đây là cơ duyên của các ngươi Tỉnh tâm cảm ngộ đại đạo và lực lượng của đối phương Bất luận là khai đạo giả hay võ giả đạo cảnh, đều nhao nhao mừng rỡ toàn tâm toàn ý quan sát cẩn thận một chỗ trong cửu vực ứng không cúng quyết tìm một chỗ bí mật để bế quan sau khi bố trí đủ loại cấm chế bắt đầu tập trung quan sát trực tiếp lạc tân bạch đồ vương đạo cũng làm tương tự sở huyền khẽ phất tay áo trực tiếp khiến đám đệ tử đinh việt tiến vào trạng thái bế quan sau đó truyền tải hình ảnh cho bọn hắn xem đây là một hồi cơ duyên đối với thiên kiêu thì mang lại lợi ích rất lớn còn đối với kẻ yếu đuối, ý chí bạc nhược, có lẽ sẽ bị xung kích khiến cho tâm thần sụp đổ. Các ngươi hãy trân trọng cơ duyên này, cố gắng cảm ngộ, sau này sẽ có lợi ích không ngờ. Giọng nói Sở Huyền truyền tới trong đầu đám đệ tử. "Vâng, thưa sư tôn." Cả đám đệ tử đều kích động không thôi. Phượng Không, Đỗ Nguyên thậm chí Tiểu Tà Vương đều bị Sở Huyền kéo vào xem phát sóng trực tiếp. Đương nhiên, đám đệ tử không ở trong hội cho nên mấy người hồng nguyên sơ sẽ không biết gì sở huyền gọi tô tiên nhi tới trước mặt tiên sinh đây là tô tiên nhi kiếp sợ thốt lên một vị cường giả đang bày ra thực lực ngươi nhìn cho kỹ sẽ có lợi ích bất ngờ sở huyền cười nói tô tiên nhi ngồi ở bên cạnh sở huyền tò mò quan sát thật kỹ một lát sau tiến vào trạng thái cảm ngộ sở huyền cân nhắc một chút lại gọi sở vân tới đây thiên phú sở vân yếu hơn đám đệ tử của hắn bất quá cũng là cấp bậc thiên kiêu dưới sự chiếu cố của sở huyền hôm nay đã có tu vi đạo cảnh hai quan xem một chút sẽ có lợi ích rất lớn sau khi sở vân ngồi xuống một lúc sau cũng lâm vào trạng thái cảm ngộ bản thân côn trấn còn không biết mình bị người truyền hình ảnh trực tiếp còn bị ba người long quân xem như tên đần thối hắn liên tục gào thét đại đạo chi lực xung quanh cơ thể cuộn trào mãnh liệt thân hình khổng lồ không ngừng đánh thẳng vào đại đạo. Cũng không phải côn trấn muốn tiến vào thế giới cửu vực. Hắn biết rõ, dựa vào thực lực của mình, bất luận dùng cách gì, cũng không thể phá tan lực bài xích này để tiến vào thế giới cửu vực. Hắn muốn mượn cơ hội này, rèn luyện đại đạo bản thân. Mỗi lần bị lực bài xích của đại đạo chấn văng ra ngoài, côn trấn đều phát hiện, đại đạo của mình sẽ xuất hiện một vài chấn động đặc thù, tự hồ có hiệu quả củng cố đại đạo. Hắn khai đạo ở trong hỗn độn, nếu như có thể mượn nhờ lực lượng đại đạo cửu vực để củng cố đại đạo của mình, như vậy hắn sẽ có thể nhanh chóng tiếp tục khai đạo. Có lẽ, mình không cần tiến vào cửu vực, chỉ cần trùng kích đại đạo cửu vực, kháng cự lực bài xích thì có thể thu lấy cảm ngộ mới. Công trấn còn chưa xác định. Cần phải thử nghiệm một chút. Bởi vậy, hắn liên tục trùng kích vào, không ngừng bước ra cực hạn của bản thân. Trong khai đạo hội Hồng Nguyên sơ và một giám khai đạo giả đều thắng phục không thôi, vì cường giả ngoại giới này thực lực quá mạnh đi. Nhìn thấy đại đạo chi lực khủng bố kia, nếu lấy bọn hắn ra so sánh, chẳng khác nào đom đóm so với trăng sáng. Nhưng mà cường giả khủng bố như thế lại không cách nào tiến vào cửu vực, thậm chí cũng không thể khiến đại đạo chấn động. Bởi vậy có thể thấy được đại đạo cửu vực rất mạnh. Quả nhiên bên ngoài cửu vực rất nguy hiểm vẫn là cửu vực an toàn hơn ở trong cửu vực bọn hắn có thể tiếp tục làm lão tổ cao cao tại thượng là cường giả mạnh nhất một khi đi ra bên ngoài chỉ sợ sẽ trở thành sâu kiến nhất định phải bảo vệ lực bài xích của đại đạo phải phá hư bố cục của đám cường giả ngoại giới chỉ có như thế bọn hắn mới có thể yên ổn khai đạo tại cửu vực dần dần trở nên mạnh mẽ đám người hồng nguyên sơ đã thu được không ít cảm ngộ từ hình ảnh truyền về đã có hiểu biết mới đối với khai đạo, tin tưởng rằng trong thời gian ngắn bọn hắn sẽ có tiến bộ không nhỏ. Sở Huyền quan sát côn trấn trùng kích cửu vực, đã có phán đoán đại khái đại đạo chi lực của đối phương, chỉ sợ vị trí cường giả này là chủng tộc nguyên thủy trong cổ giới hỗn độn, cường giả hỗn độn tộc cũng không phải là những khai đạo giả đã từng rời khỏi cửu vực. Đại đạo chi lực của hắn ít nhiều gì cũng khác với khai đạo giả cửu vực, khai đạo giả hỗn độn tộc bởi vì khai đạo trong hỗn độn cho nên đại đạo chi lực sẽ nhiễm lấy khí tức hỗn độn vấn đề lớn nhất khi khai đạo trong hỗn độn chính là đại đạo rất suy yếu nếu muốn củng cố đại đạo thì cần phải hao tốn rất nhiều thời gian mà chí bảo có thể chống đỡ khai đạo là loại bảo vật rất hiếm gặp cả hỗn độn to lớn như vậy cũng không phải người nào cũng có cơ duyên đạt được cửu vực chính là bảo địa ít nhất là khai đạo ở đây tương đối dễ dàng hơn nữa đại đạo của bản thân sẽ không suy yếu không cần hao phí nhiều thời gian để củng cố đại đạo côn trấn liên tục trùng kích cửu vực thân thể khổng lồ đang hạ xuống từng chút một một đám cường giả ở phía sau đều có chung ý nghĩ dường như côn trấn sắp tiến vào cửu vực một màn này đã khiến cho đám cường giả cửu vực trận trắng mắt mà các tộc hỗn độn thì lại rất vui mừng hơn nữa bắt đầu cảnh giác đám người ở cửu vực sợ đối phương ra tay quấy nhiễu ầm ầm bỗng nhiên trong hỗn độn truyền tới chấn động. Một đạo thần quan sáng rực rọi sáng khắp hỗn độn, sau đó xuất hiện một thân ảnh to lớn, di chuyển từng bước một tới đây. Đám cường giả cửu vực quay đầu nhìn lại, lập tức thở vào nhẹ nhõm. Chí cường giả thần tộc đã xuất hiện. Đối phương ngày càng tới gần, đám cường giả hỗn độn tộc đều lộ vẻ ngưng trọng. Vị trí cường giả thần tộc nhìn về phía côn trấn, nở nụ cười nói, ngươi thực cho rằng cửu vực dễ tiến vào như vậy, Tuy là nói vậy, hắn cũng theo sát tiến vào thế giới cửu vực. Vừa mới hạ xuống, hắn liền phát hiện đối phương ngay cả biên giới thiên địa cửu vực cũng chưa có tới gần. Mà đúng lúc này, một cổ lực lượng bài xích đánh ập tới. Trên người chí cường giả thần tộc phát ra thần quan uy vũ, không ngừng tiến về phía trước. Trong cửu vực, Long quân vừa truyền hình ảnh trực tiếp, vừa cùng mọi người quan sát côn trấn xông vào cửu vực, đột nhiên cảm thấy phía sau côn trấn, tự hồ lại xuất hiện thêm một người. Người này phát ra ánh sáng lấp lánh, thân hình cao lớn vạm vỡ. Mấy người hồng nguyên sơ giật thóc mình, bộ dáng người vừa tới, thậm chí có một loại cảm giác rất quen. Tự hồ khí tức cùng với bộ tàng thi kia, chính là một loại. Bọn hắn là cùng một chủng tộc. Thần tộc. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.